anh em ơi đây ta lên ga cùng nhau sông pha đi đưa đôi xe đông về ở nhà trong lòng tôi xin mệt quá. Trời ơi, trời chuyên nghiệp chưa. Trời ơi, nói về hát hò là tôi tự tin lắm. Không, tự tin chồng tôi chứ không phải. Ok, alo, alo. Ok. Anh em ơi, tay ta lên ga cùng nhau xong pha đi đây đâu xa bao ngày ở nhà chẳng làm được gì mệt quá. Hay. Ok không? Trời ơi. Chưa tập, chưa từng nghe luôn nha mọi người. Đó nằm ở đẳng cấp. Chỉ dùng hai từ đẳng cấp. Đó là vì sao mà tôi không thể thiếu trong tất cả những bài hát của công ty Thu Trang Entertainment. Không. Không có lương bổng gì ở đây hết. Đừng bao giờ hỏi tiền chuyện lương bổng này nữa nha. Anh em ơi, tay ta lên ga cùng nhau xông pha đi đây đâu xa bao ngày ở nhà chẳng làm được gì mệt quá. Hay. Hưng phấn lên đúng không? Làm khó. Anh em ơi, tay ta lên ga cùng nhau xông pha đi nơi đâu xa bao ngày ở nhà chẳng làm được gì mệt quá. Hey. Đúng vô luôn á. Trời ơi, làm khó làm dễ quá. Không biết được nhiêu tiền nãy mới khen xong giờ làm khó làm dễ liền giống như thầy bôi tôi cho bằng được vậy. À, một đứa không biết hát mà góp ý một đứa biết hát. Trời, phải làm gì tôi cũng ngu tôi nghe theo nữa thiệt á. Ok. Ok đó, ví dụ anh xin lỗi mình hát tông cao lên thì mình hát sao ta? Anh em ơi tay ta lên gã cùng nhỏ xong pha đi đây đâu xa bao ngày giờ nhà chẳng làm được gì mệt quá. Nhịp mẹ luôn đi. Ok em. Vậy thì lấy cái hê của cái đầu gắn vô được không? Nhưng mà anh làm mấy cái hê cho em để em lưu lại cho dễ nha. Ok. Quay kỹ nha. Nè. Anh em ơi, tay ta lên ga cùng nhau xông pha đi nơi đâu xa bao ngày ở nhà chẳng làm được gì mệt quá. Hey. Đang cười mà cứng lại lúa da có cái cảm xúc đó không? Cậu mày cũng nói góp ý cho đã cùng lấy cái hai đầu tiên. Phong độ thôi, cũng chỉ là phong độ thôi. Nhất thời thôi, nhưng mà thấy là đẳng cấp đâu. Mà lúc nào cũng tạo nét thôi, thấy không? Rất tạo nét. Thôi rồi chứ. Đó. Đó. Cao lắm đó nha. Đó chung cung Việt Nam mới. Phó rồi. Hát thử cho anh nghe coi. Ta trong khu Việt Nam mới. Ta trong khu Việt Nam hồi bỏ luôn đi. Rồi lại ăn là như lên cái nữa nha. Bỏ nét kì mất thời gian của người ta. Ta trong khu Việt Nam mới. Mẹ ơi cho con cười chung với. Nam qua ta ta ta. Cái chữ cười chung á ha. Mẹ cho con cười chung với ha. Cười chung với. Mẹ ơi cho con cười chung với. Dạ đúng rồi, nhưng mà nhiều nhanh, nhiều nhanh. Ta trong cùng năm mới, mẹ ơi cho con cười chung với. Năm qua ta ta tới, thì năm tới ta không nghi ngờ. Sống ngóng buồn không sợ. Nhìn lên nhìn xuống ba người rồi. Hột quá luôn. Được. Ôi, thầy em còn ở ngoài em ra chỉ đạo nó nữa. Thì hát lẹ đi Phương ơi, không có thời gian không? Mưa nó còn dướng. Vô khúc nào nhớ nhắc ca sĩ biết vô khúc nào ba. Rồi, y chang vậy nha. Đừng có cố tình thể hiện mình biết hát cái mình ngân chữ thôi chi. Ghê nha, thôi. Chứ không phải thôi chi vậy. Rồi vô nhanh nha. Rồi. Thả ra em ơi, căng lắm, đang bị căng lắm nha. Đời nhiều mong muốn sống ngóng cuồng không giờ buồn. Nhìn lên nhìn xuống bao người rồi mẹ nói về nhà thôi. À,
Mà hát sao mà bị éo cái. Hát đừng có éo, hát cái giọng nó văng ra, hát éo giọng quá. Rồi. Lại nha, lại cái nha cho đẹp nha. Trời ơi, hát tới chiều thiệt á. Ra này khó rồi. Áp lực lại, áp lực lại. Mẹ nói về nhà thôi. Này giọng nó khàn thiệt. Vô hàng, vô hàng. Đời nhiều mong muốn sống ngông cuồng không giờ buồn. Trời ơi tôi chết. Cái hơi gì đâu dán thiệt. Tự nhiên mới đuôi câu đầu chị hỏi em luôn rồi. Mày đọc rap đi. Mày đọc rap đi, đọc rap đi. Mày đọc rap gây ngàn hơn. Hai option đi. Để Quy nó hát. Chị mới nói là ông Bắp đọc rap không được nên em qua nói ok trời ơi, Quý dễ cho đọc rap bằng Phương. Phương đọc rap hay hơn. Đúng rồi. Thôi mở đoạn rap đi chứ nó hát dở quá. Rap á, đọc rap. Em qua không rap không nhớ á. Nhưng đâm đầu mình sống chết. Mình sống lợi. À thôi. Đó, ok 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 sinh ra là để đọc què. Để đọc què mơ rồi. Tìm muốn chết mẹ khuyên ngày xưa tao đi giúp y. Tuyệt vời Phương ơi. Nói gì rap. Ừ, chúng ta chuẩn bị rap nem. Nó ghê lắm. Rap nem nó là gì? Thích đẹp bồ. Ừ. Rap nem thích đẹp bồ. Tao đi chung y. Mày thật mày cho chị một cái option đi. Ngày ngốc rác nó sống lên. Mà con tim muốn chết mẹ khuyên. Còn cái ngày xưa tao đây giống y hệt là một cái giọng giọng khác để mày giả mẹ mày á. Hiểu không? Nhìn chị, chút cho nó hề hề ấy. Luôn á. Không, em nhưng mà cho nó hề hề luôn á. Cho nó hai cái giọng mà nó hơi khác. Con tim muốn chết mẹ khuyên ngày xưa tao giống y hệt. Đó, vậy vậy. Ủa sao mà làm được, trời ơi. Trời ơi, cho đẳng cấp mà. Để coi, để coi được. Rất đen người ta là thích đẹp luôn. Ngày hôm qua ngốc nghếch ngốc nghếch tự dưng đâm đầu mình sống lệch. Mệt con tim muốn chết mẹ khuyên ngày xưa tao để giống y đó. Đó. Ok. Tìm muốn chết mẹ khuyên ngày xưa tao để giống y rồi. Chết mẹ khuyên ngày xưa tao để giống y rồi. Chị vừa lòng chứ chị. Quá vừa lòng. Câu đấy là mít là nó bẻ lại thành cái tiếng ấy. Sao. Rồi điệp khúc, điệp khúc. Nghe cái điệp khúc lại thắng bít. Rồi. Mình bỏ loa vào đây nhỉ. Ta trong cung nghỉ năm mới, mẹ ơi cho con cười trong bay. Đi năm tới ta không nhiều hơn. Rất là hài lòng với lại bè bơn. Giờ lấy giọng khách thương nha. Không phải là rapper mà là bè bơn. Ta trong cung nghỉ năm mới, mẹ ơi cho con cười trong bay. Năm qua ta ta tây, thì năm mới ta không nghỉ ngơi. Ta trong cung nghỉ năm mới, cười tươi.